Hiện tại là Nhân đang đứng tại cuối đường tỉnh lộ 8 của huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Và chỉ cần người khách hàng mình chạy qua cái cầu phía sau lưng Nhân, được gọi là cầu Thầy Cai. Thì chỉ cần mình qua bên cây cầu đó thì nó thuộc về huyện Đức Hòa của tỉnh Long An. Còn nếu như bên tay trái của Nhân thì quý vị khách hàng sẽ chạy vào khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi. Hiện tại là Nhân đang đứng tại khu Vista Land. Phía sau lưng Nhân là kênh Thầy Cai. Kênh Thầy Cai thì giáp ranh giữa tỉnh Long An và huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh. Thì bây giờ Nhân sẽ nói sơ về cái khu Vista Land này. Ở khu Vista Land hiện tại thì nó rộng khoảng 20 hectare và trong đây nó có khoảng 1.000 nền đất, và hầu như ở trong đây đã được tất cả bữa hàng giao dịch rồi, và đa số 100% quý vị khách hàng mua đều là khách hàng từ trên Sài Gòn xuống đây để mua. Và khu này được rao bán cách đây khoảng 3 năm. Thì hiện tại hạ tầng ở đây đã hoàn thiện khoảng 90-95% rồi. Chỉ còn bên chủ đầu tư làm dây điện nữa, làm đường điện nữa là xong nha mọi người. Thì ở đây hiện tại là sách thì cũng chuẩn bị có rồi. Thì quý vị khách hàng khi mà ở Sài Gòn thì khi mà xuống đây đó thì không biết làm cách nào để mà có thể gửi bán lại, bởi vì không có ai. Hiện tại như mình thấy ha, là hầu như là chưa có dân ở. Và cho nên quý vị khách hàng mình nếu như thấy Nhân thì cứ gọi cho Nhân số điện thoại là 0909 117 880 để quý vị khách hàng sẽ ký gửi lại cho Nhân, và biết đâu thì Nhân sẽ bán lại được cho tất cả quý vị khách hàng. Và nếu như quý vị khách hàng nào gửi cho Nhân thì mình hãy chụp cái hợp đồng mặt trước và cái trang kế tiếp với lại một cái sơ đồ của cái lô mình. Tại vì hiện tại cái khu này thì hầu như là Nhân không có sơ đồ. Cho khách hàng mình hãy gửi tất cả đầy đủ những cái thông tin về cái lô đất cho Nhân để Nhân kiếm những cái khách hàng khác mua lại của mình nha. Rồi bây giờ thì Nhân sẽ cho tất cả các khách hàng đi tham quan một vòng khu Vista Land. Rồi Nhân xin mời. Mỗi năm đến hè thì hoa phượng lại nở. Thì như quý vị thấy, nguyên một cái khu này nhưng mà chỉ có một cây, một duy nhất nở thôi. Còn những cái cây kia thì Nhân thấy chưa có nở. Và hiện tại Nhân đang đứng tại một cái đường. Thì thật sự là Nhân cũng không biết đường gì luôn. Tại vì Nhân không có cái sơ đồ. Nhưng mà ở đây thì như cái vỉa hè là mình thấy đã xong rồi nha mọi người. Còn đường thì được trải nhựa. Bây giờ chỉ cần công ty kéo đường dây điện nữa là xong. Thì quý vị khách hàng mình có thể về đây ở được rồi. Và Nhân cũng nói luôn là nếu như quý vị khách hàng mình ký gửi tại cái khu vực này thì nó rơi vào tầm khoảng từ 4 triệu cho tới 6 triệu một mét vuông, thì nó tùy vị trí. Thì như tất cả quý vị khách hàng mình thấy đó, thì bên đây là hạ tầng là đã xong hết rồi nè. Còn ở bên kia, ở phía sau lưng của Nhân đó, thì bên đó thì Nhân lại thấy đang làm hạ tầng. Thì không biết là của chủ đầu tư là Trần Anh luôn hoặc là hay là của chủ đầu tư khác thì Nhân cũng không rành. Thật sự là lúc trước Nhân có đi qua khu này rồi, thì cách đây nó rơi vào khoảng 3 năm á, là khu này đã có và hạ tầng chưa có xong. Thì hạ tầng nó mới chỉ xong cách đây khoảng chừng vài tháng thôi. Thì cho nên là Nhân cũng không có nắm rõ về cái khu này. Tại vì nói chung là Nhân không có bán thì Nhân không nắm rõ, và bây giờ Nhân cũng không có cái sơ đồ của khu này luôn. Thì nếu như quý vị khách hàng nào muốn ký gửi Nhân bán đó, thì cứ gửi hợp đồng và gửi cái vị trí trên cái sơ đồ qua cho Nhân. Thì trên màn hình đó thì Nhân có để số điện thoại của Nhân là Zalo hoặc là Viber, thì trên đó quý khách hàng mình có thể gửi thông tin thoải mái. Còn thì Nhân xin nói lại cái nữa đi, là bên đây mình thấy còn bao la bát ngát luôn mọi người. Rất là rộng luôn. Thì hạ tầng cũng đang làm. Còn ví dụ như khách hàng nào mà hai cái con đường này, một cái con đường phía bên đây ha, với lại một cái con đường phía bên kia view ra kênh đó, thì bên đó người khách hàng nào mua bên đó hoặc là mua bên đây thì hạ tầng nó xong rồi thì mình mới có thể gửi bán, thì nó mới dễ dàng hơn. Còn cái khu bên kia thì Nhân không có biết. Và cái lợi thế lớn nhất khi mà mua đất tại cái khu này là mình xây phòng trọ thì rất là ok. Bởi vì trong cái khu này là nó nằm giữa lòng khu công nghiệp Đức Hòa 3 luôn. thì buổi chiều chỉ cần tầm khoảng 5 giờ, 4 rưỡi tới 5 giờ thôi là công nhân, lượng công nhân phải nói là cực kỳ đông. Và hầu như là những cái người dân lao động ở trong đây là đi ra khu khác để mà thuê nhà ở thôi, tại vì trong khu này không có. Thì còn cái khu trong kia Bella Vista đó, thì trong đó Nhân thấy có một cái số nhà trọ của người dân mua đất tại khu dân cư Bella Vista thì xây trong đó, nhưng mà hầu như là đã ở full hết rồi. Cho nên những người khách hàng mình á, xuống đây mà xây phòng trọ để mà cho thuê thì thu nhập rất là tốt. Thì Nhân cũng nói luôn, cái phòng trọ tại nơi này nó tầm 800 cho tới 1 triệu một phòng một tháng, chưa bao gồm tiền điện nước cho mọi người. Là nói cuối cùng thì nếu như tất cả các khách hàng mình muốn ký gửi hoặc là mua bán tại khu Vista Land thì quý vị khách hàng hãy gọi cho Nhân số điện thoại trên màn hình và có thể kết bạn Zalo hoặc là Viber, Facebook để có thể gửi hợp đồng qua cho Nhân, và kết bạn Zalo để quý vị khách hàng nào muốn mua có thể hỏi thông tin của Nhân ở trên đó thì Nhân sẽ trả lời thông tin cho tất cả quý vị khách hàng. Rồi, quý vị khách hàng mình hãy nhớ bấm nút đăng ký để có thể xem tất cả những video sau của Nhân. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại.